Tiếng Anh ở trường khi mới nhận tin là thi trượt. Ra đường gái chê là đồ học rốt tiếng Anh rồi đều đi lũ lượt. Tôi tưởng giỏi tiếng Anh là chỉ bằng bẹ về tôi như vậy có sao sâu biết Việt Nam. Nếu chỉ lê là như loài sâu bọ cạp đất mà giỏi hay cứ dùng ngọc chim mà khoe hàng. Khi tuyển dụng mà tiếng Anh chuẩn thì sẽ được cho là highlight. Nếu sắc ngoại ngữ phải làm ở nhà viết status chỉ được highlight. Đừng tưởng há miệng chưa sung mà sung tới vì có khi thất nghiệp sẽ dân chú. Ở đó mà lười biếng hay cứ ngồi dưới giếng có tính cười của một kẻ thất bại. Nhưng biết tìm trung tâm nào? Nơi thì học phí quá cao, không có nơi đầu ra không đảm bảo. Bây giờ tôi phải làm sao? Why so serious? Máy bay giá rẻ có Jetstar, tiếng Anh học phí tốt Justina, chẳng có lo âu về căn bệnh viêm màng túi của đệ cứ thêm mà thơm như Resona. Nếu tiếp vậy bữa đánh đâu ta, sự nghiệp người ta không lộ ra. Nếu có một chiếc bánh tiền bằng phép màu cũng để lớn lên như nàng Cinderella. Justina, trợ cấp học phí Justina, giảng viên tâm lý Justina, kết quả như ý. Khi mà tiếng Anh chưa giỏi, xem phim Mỹ thường rất mệt mỏi. Nhưng giờ đau sắp thôi khỏi vì nghe hiểu luôn mà không cần hỏi. Khi ta chỉ có tiếng Anh nhưng không hiểu thấy tủi và hèn tưởng chỉ là Ken. Tính thôi bao nhiêu anh tài IELTS 8 chấm chỉ gửi mà thèm số tù nhà nhé. Từ ngày luyện nói tiếng Anh nên là không ngớt lời chém gió thành bão không kịp mà phải. Nghe US UK có những phát âm chuẩn mà con nó thuộc thật nhanh. Tương lai làm thứ không ngờ đang chờ phía trước và thì khiến bạn chùn bước. Tiếng Anh là một thứ vũ khí có sức phá bất ngờ đến không thể nào mà biết được. Nơi thì học phí quá cao, nơi đầu ra không đảm bảo. Bây giờ tôi phải làm sao? Why so serious? Máy bay giá rẻ có Jetstar, tiếng Anh học phí tốt Justina, chẳng có lo âu vì căn bệnh viêm màng túi của đệ cứ thế mà thơm như Resona. Nếu tiếp vậy bữa đánh đâu ta, sự nghiệp người ta không lối ra. Nếu có một chỗ có tiền bằng phép màu cũng để lớn lên như nàng Cinderella. Justina, trợ cấp học phí Justina, giảng viên tâm lý Justina, kết quả như ý. Justina thôi, Justina, đào tạo toàn diện Justina, nghe nói đọc viết Justina, nhiệt tình tâm huyết. Justina thôi, cùng học Justina thôi, cùng học Justina thôi, cùng học Justina thôi. Justina.